Vui mừng chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình sau chiến thắng của Hoa hậu Hana Sandhu tại cuộc thi Miss Universe năm 2021. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ có thể được xem đang áp dụng chiến thuật giống như Mexico và Nam Phi đã làm 2 năm trước đó, khi họ vừa chính thức bổ nhiệm nàng áo hai của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ năm 2021, Divita Rai dự thi quốc tế chứ không tổ chức cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia sớm và cử nàng Hoa hậu đến tranh tài. Chắc chắn các bạn còn nhớ vào năm 2020 sau chiến thắng của Hoa hậu Nam Phi Zuzibini Tunzi tại cuộc thi Miss Universe năm 2019, tổ chức Hoa hậu Nam Phi đã đưa ra một quyết định có thể được xem là táo bạo khi đã cử nàng áo hai của cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 2020 đến tham dự cuộc thi Miss Universe chứ không phải cử Hoa hậu hay Á hậu 1 đến tham dự như thường lệ. Trong khi đó họ đã cử Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 2020 đến tham dự cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia và nàng Hoa hậu đến tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2021. Và kết quả chung cuộc, nàng áo hai dù nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả nhưng đành ngậm ngùi dừng chân trước top 21 chung cuộc của cuộc thi Miss Universe. Còn đại diện của họ tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia năm 2021 đã đạt được danh hiệu Á hậu 2 và gần nhất họ cử hãng nàng đương kim Hoa hậu Nam Phi năm 2021 Lalila Swane đến với Hoa hậu siêu quốc gia và đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Điều này chứng tỏ mỗi bước đi của tổ chức Hoa hậu Nam Phi đều có những chiến thuật phù hợp với từng năm để đạt được những vương miện quốc tế chứ không phải áp dụng theo những quy củ hay thông lệ đã được định sẵn như một số quốc gia. Về trường hợp của Mexico vào năm 2021 quyết định cử nàng Á hậu 1 đến tham dự cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 sau chiến thắng của hậu Andra Meza vì tình thế bắt buộc của đại dịch Covid-19 khiến họ không thể tổ chức cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia vào năm 2021. Tuy nàng Á hậu 1 được bổ nhiệm chính thức trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Mexico cùng với nhan sắc tuyệt vời vạn người mê, cô nàng cũng đành ngậm ngùi dừng chân trước top 16 chung cuộc của cuộc thi Miss Universe năm 2021. Đến với Miss Universe năm 2022 như mình có giới thiệu ở đầu, Ấn Độ đã đưa ra quyết định cử nàng Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Miss Diva Universe năm 2021 đến tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Liệu rằng cô nàng sẽ giúp Ấn Độ nối dài thành tích 3 năm liên tiếp của các đàn chị trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cô nàng để cùng đưa ra nhận định nhé. Vào tối ngày 28 tháng 8, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ năm 2021 Hana Sandhu đã trao vương miện cho Divita Rai trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ năm 2022 Miss Diva Universe. Cô nàng được trao vương miện trong buổi lễ kỷ niệm tròn 10 năm của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Miss Diva Universe. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vừa chính thức công bố cuộc thi Miss Diva năm 2022. Kỷ niệm tròn 10 năm của cuộc thi sẽ chính thức diễn ra trong thời gian tới. Người chiến thắng sẽ đại diện Ấn Độ đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe năm 2023 trong năm sau. Sau khi giành được danh hiệu, Divita chia sẻ, cảm giác thật điên rồ. Cuối cùng tôi đã đội được chiếc vương miện này trên đầu. Thật không thể tin được, tôi thật sự không nói nên lời. Thật là điên rồ một cách thú vị. Giờ đây, cô sẽ là đại diện cho đất nước Ấn Độ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71. Sinh ra ở Karnataka, Divita Rai đã phải chuyển đến sống nhiều thành phố ở Ấn Độ vì công việc của cha cô. Vì vậy, cô đã chuyển đến học 6 trường trong thời niên thiếu. Cô nàng 23 tuổi này là một kiến trúc sư, kiêm người mẫu chuyên nghiệp và có sở thích tham gia các hoạt động khác nhau như cầu lông, bóng rổ, vẽ tranh, nghe nhạc và đọc sách. Divita từng theo học tại trường cao đẳng kiến trúc Sir Chitri. Divita cũng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ năm 2021, Diva Miss Diva Universe và cán đích với danh hiệu Á hậu 2 năm Hana Sandhu đã giành vương miện. Cũng tại sự kiện, Bharatniya Ayyagari cũng được công bố trở thành Hoa hậu siêu quốc gia Ấn Độ năm 2022, Miss Diva Supranational. Ngoài ra, năm nay công chúng có cơ hội bình chọn một người đẹp trong nhóm thí sinh tiềm năng để chiến thắng danh hiệu Diva Miss Popular Choice năm 2022. Sau khi tổng hợp số điểm bình chọn trực tuyến và của ban giám khảo, người đẹp Ojasvi Sharma đã được tuyên bố là người chiến thắng Diva Miss Popular Choice năm 2022 và may mắn sẽ giành được hợp đồng đại diện cho Diva. Theo bạn, liệu rằng nàng tân hoa hậu Ấn Độ được chỉ định này sẽ lọt top trong đêm chung kết của thi Miss Universe năm 2022? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.